Bây giờ 1 giờ mình với Hận đi đổ vấn. Đổ vấn trên ruộng. Bây giờ phải ngang cái bờ kinh. Bây giờ Hận phải chạy bắt cái đà ngang bờ kinh. Hiện tại giờ nước chưa nhiều á. Wow. Dính trên nè, rảy thiên khúc. Đấy. Tiếp không? Mà cái nướng rất cao nha. Đất Phương Nam xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Nay mình với Hận tiếp tục đi đổ vấn trên cánh đồng lúa chét. Đây nằm về ấp Ngọc An, xã Ngọc Trúc, huyện Nhân Quyền, tỉnh Kiên Giang. Giờ đúng 1 giờ nữa nha. Nước mấy ngày nay làm như nhỏ lại Hận. Nó có chớn nước rồi nè. Cạn ha. Đem theo hai thao đựng dư trù, không có nhiều thì chia hai. Trời quá trời hầm quá, mưa sao nãy giờ không hầm quá trời luôn, muốn coi gì quá thời tiết không có bão không nữa. Còn thiếu rất nhiều quá nè. Này chủ yếu là chạy có lòng tông nhiều nha. Nó lại có 1-2 miếng đất chụp rồi, đâu còn chụp nữa hả? Không nghĩ. Ồ, cái này nhiều hơn nè. Tông không? Cua luôn nè. Quá thì cua ốc luôn. Này cũng có 3-4 ký nè. Cái đầu tiên đứa nhỏ này về nuôi lại, mình nuôi lại, rồi cua thì bán, cá đồng tông thì mình lựa ra con bự mình bán, còn con nhỏ thì để cá ăn. Cá đồng tông bán chỉ được 30.000 cá lừa. Này là giống bột.
miếng đất này bà con người ta chuột, nãy giờ nước hơi cạn. Ồ, có lóc kìa, lóc nhảy dữ ha, tập gần vòng lại chú luôn. Đục quá không biết cá chạy không nước này. Thấy giờ ít thôi nhưng mà có nó nhảy ra nước này. Nước mình dễ này. Này nó đục này, biết nhảy lên hay là ốc bò nó mới. Ra quần lội luôn rồi. Cá lóc. Lóc mới được bồn. Cá tập như chấu. Mấy chị lương. Rồi. Lưu ra hay vậy? Lưu phát là... Lưu phát là... Cái rù luôn. Chốt luôn. Dạ. Cua. Gì cua kẹp nè. Ồ. Bên đó có cá lóc này kìa. Hồi dính không? Quá trời nó quặn lúa luôn kìa. Còn quá à? Còn vô đường nó lúa đó nó còn quậy luôn á. Này mò thử con cá này kìa. Hình như trong mò thử. Nó cũng vô giới rồi không? Nó cũng vô đuôi rồi không? Chắc hành động hồi nó chạy đây. Nó không vô đây sợ nó không ra. Hôm nay mình tiếp tục luôn. Gậu luôn rồi. Mới có hai bữa nay trời ổng mưa là cái nước xuống khá nhiều nha. Xuống cái 5-6 phân nước ạ. Vậy lương rồi hả nghe. Ổn quá nè, đi quá thật gần nữa nè. Không nữa nữa. Không có thêm con. Hai con lương bự, lương nhỏ nhóc chừng rồi nuôi. Quá đã. Rồi chắc lưỡi ra luôn á. Bắt nó đi. Nâng niu nó là được ha. Nước cạn đó nha. Trước nước gần ngang đầu gối thằng luôn. Thấy xuống khoảng trên gạ khoảng 5-6 phân mà sao thấy cạn quá ha. Chắc tại cái lúa nó nhắm lên xuống vậy. 5-6 phân gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất chặt đây chắc không trúng vào bên Bình Vua hả? Bình Vua ghép con gì dài không? Lần hả? Cái lăng. Ồ cái này cá nhiều hẳn ơi. Cái gì trắng cá lăng làm như họ vậy. Cú cá lăng. Cá lăng nhìn thấy ngon chứ. Kho sáng nghệ này kia người ta thấy ngon chứ. Ăn thịt nó cũng sắp xì à. Nó bơ rượt. Khoái ăn cá chốt hơn cá lăng. Quay ha. Mở vàng luôn. Như trời nắng này khoảng 3-4 ngày nữa mình chốc nó hết được hả? 3-4 ngày nó chốc hết được. Giá luôn á. Rồi thôi. Giờ mình cuốn vấn lên ha. Cuốn cái đuôi lên. Này gió thổi mát quá ha. Trời mưa luôn. Nó giống hồng quá trời luôn. Một trời tối hôm luôn. Đăng vấn giờ ló lên hết trơn. À, bữa đó đầu tiên ngập chứ anh. Nước càng không trúng như đợt trước nè. Nước càng khá ít đi. Cái chốt mà nó không đi. Cái đồng tâm nghĩ chắn xóa nha. Cái chốt nhóc kìa. Cái này sao? Này cái chốt kìa nhóc nha. Cua giờ bán ký được nhiêu hả? Bây giờ mùa dịch rồi hận không đi bán được rồi người ta lại tới nhà cân đó nha. Cân ký 30 ngàn. Cá lồng tông bự ký 30 ngàn. Cá chốt ký 30 ngàn. Chết nó khô gan không? Chắc ló hôm luôn vậy. Hết hết chua hết mùa nước nổi năm rồi mà mấy cơn bão lớn á thằng chúng chúng cá lăng chúng được cái bầy cái chê
chê của người ta nuôi nha, nó ngập hồng nó ra, hôi dính quá trời luôn. Về nuôi về tá giờ luôn kìa. Giờ bự lắm hả? Dạ, con đồng bào không kiếm, không kiếm hết trơn. Cô bán đâu để ăn. Hay quá. Cua này hôm nay về chắc chia lại quá. Về nó muốn ghiêu ăn. Còn đây cái nó hết rồi. Bữa nay đem thao theo mà không đổ rồi. Tông quá nhồi à. Là tới là ông Tông nhảy nha, xấu vậy. Ít nhiều gì có ông Tông mà anh nhảy à, xấu vậy. Thảm chúa. Rồi kết quả của anh em mình bữa nay là được gần 1 thao. Cái này khoảng 1 chục ký không hả? Trên, thao này trên 1 chục. Thằng này trên 1 chục ký. Rồi giờ anh em mình vô nhà. Rồi lựa cá ra. Rồi cua này mình chia lại làm món vàng. Cánh đồng lúa chết này đầu mùa mưa chứ không phải nước lũ nha, bão bão rồi nước triều cường lên rồi nước dâng cao lên, thì tại giờ nước đang xuống rồi, nếu mà trời không mưa nữa nước xuống luôn. Đây là cua hồi tối mình theo hận dở dớn, giờ mình về làm lẩu riêu cua. Ta kêu là nấu bún riêu cua nên chế là lẩu riêu cua. Còn đây là đồ mấy đồ dùng để chống lẩu, có cải, mắm chi, rau muống, cải xanh, cà chua, có mớp luôn. Còn đây có tàu hủ, còn đây thịt ba gọi bằm, hột vịt, này bước heo. Cua này mình bằm ra rồi lấy lượt thịt ra, rồi mình bỏ chung với thịt ba chỉ, mình dò viên lại. Tình mạnh, lẩu riêu chua. Tình mạnh bún này. Cua với thịt ba gọi mình bồng rồi mình làm lại xong rồi. Thịt cua rồi nó nói chung mình cũng làm xong luôn, giờ bỏ nưa cua vô cho chín. Đây là lẩu bún mình làm xong rồi.
loại 4 view. Đây là gao để dành chuồng lợn. Còn đây là bún. Rồi mà cái nhà dùng với anh em mình. Rồi mà cái nhà dùng với anh em mình, nãy có hận là chơi luôn. Chủ của Dấn đó nha, chủ đặc Dấn. Rồi hận cũng hùng ít cua. Làm lẩu lẩu cua. Cua này về mình băm ra rồi mình đâm ra. Rồi mình lượt thịt. Chứ ba gọi mình bầm xong mình nhồi lại. Rồi làm lẩu cua, kêu bằng lẩu như cua cũng được, bằng lẩu cua cũng được. Sao? Sao đó? Cua mà đâm ra nấu bún là hết sảy. Cái này mình có bỏ thịt ba gọi nữa rồi mình nấu như bún riêu vậy, nhưng mà mình sử dụng này mình bún rau rồi. Bạn. Sao hả? Có khác bún riêu nữa. Tại mùa này đi mua đồ rất là khó khăn, bởi vì mình hạn chế được món gì mình làm món khác. Không gặp mình theo thằng đối giới nữa nha. Đầu đồng mưa. Mấy bữa nay trời nắng lại, nước cũng xuống rồi. Mời cả nhà ăn uống vừa cua với hận nha. Ngon quá mà. Cua nấu nước bún nó ngọt quá ha. Nó thể từ xin chờ tôi nói là mùi nước chút chi. Sáng anh em mình dùng nồi bún này khỏi ăn sáng được rồi. Mấy bữa nay anh Tám mệt trong người không đi làm biết được nữa nha. Trời nắng lại chắc vài bữa mình cũng hết đặt giấm được ha. Mình treo giấm lên ha. Chứ mà mới lại vậy đó mà đẩy ngang qua cái mẫu đó. Chứ đậu ruộng nó cạn quá trời cạn. Một hai bữa nó lòi gò luôn rồi. Một hai bữa nó chắc treo bằng cái đùi giấm đấy. Treo mà để đại nữa luôn ha. Để đại luôn. Chứ treo luôn được rồi. Mình để xuống thì chuột nó vô nó cắn. Chuột nó cắn. Thấy làm hôm vậy đó mà nó cạn vậy mà còn bị cắt thành cái. Treo đó mình treo lên chỗ cái bột nữa. Để. Không treo thì anh Tám biết rồi. Tại nghề này xưa của anh Tám mà. Dạ. Anh Tám đặt nó nhiều năm lắm. Giống bồn anh xây bự hơn của Hận nhiều lắm. Xây hai đuôi mà xây bự lắm. Mà nói chung anh đặt cũng rất là đẹp luôn á. Bự dùng giống bồn bự hơn giấn của Hận khoảng 3 lần vậy đó. Giấn của Hận kêu bằng giấn lở. Giấn lở. Chứ mà chứa cá nhiều lắm. Mình đặt hai đuôi chạy nó mới mạnh. Bây giờ cũng một đuôi thôi. Một đuôi mà. Một bồn một đuôi. Bây giờ cái bồn là khoảng 15 mét hả? Tính mai hai cái cho anh Tám đặt lại. Đặt ngoài hè mình nè. À. Đặt ngoài đặt từ nữa đầu kinh đắng. Kéo về kéo cái đuôi về tới ngày được nha. Kinh này, đây kinh đồng. Kinh đường vô bổ nè.
mình đặt kéo tới đây nhưng mà mình chia ra làm 2 hạt 3 bột. Sáng có mấy thằng bạn nó ngủ đi đuổi chuột, nói cái bờ này lắm chuột. Chuột đêm hả? Chuột đêm. Rồi tối nay đi không? Cũng chưa hứa với thằng bạn nữa. Dạ. Tại vì mình thích tới khuya á. Ừ. Cả chiều nữa. Nó giờ mình nghe nó căng ra đủ ngoài đủ vô khoảng 8-9 giờ là có chuột. Đúng rồi. Chạy lắm chạy. Có 8-9 giờ là chuột nhiều. Quá ngon. Đây là rau để dùng nước cúng cua, cúng lẩu nước đục cua. Đây là bụng, đây là lẩu rất là ngon nha. Rồi mời các nhà dùng với anh em mình. Rồi video của anh em mình tới đây cũng xin kết thúc. Hẹn gặp ở nhà những video sau. Cảm ơn các nhà đã xem video của anh em mình. Rồi, xin chào các nhà.